Nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, một số cơ quan đơn vị trên địa bàn quận Bình Thủy tích cực triển khai thực hiện các sáng kiến trong lĩnh vực cải cách hành chính. Qua áp dụng vào thực tiễn, các sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực, được người dân doanh nghiệp đồng thuận đánh giá cao. Mô hình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân ngoài giờ hành chính tại Ủy ban Nhân dân phường Trà An đã giải quyết cho các hồ sơ được tiếp nhận ngoài giờ hành chính. Trong đó có những trường hợp người dân ở xa hoặc cần gấp để kịp cho công việc. Làm thêm giờ là 11 giờ tới 11 rưỡi và buổi chiều là làm thêm từ 5 giờ tới 5 rưỡi. Thì cái hình thức này rất là tiện lợi cho cán bộ công nhân viên, rồi công nhân đi làm ở xa mà nếu mà cần hỗ trợ giấy tờ thủ tục pháp lý gì, có thể là hết giờ làm về thì các anh chị vẫn ghé làm được. Nhiều loại thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh cho người đã có giấy tờ, xác nhận tình trạng hôn nhân, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, được cán bộ bộ phận bầu cửa, Ủy ban Nhân dân phường Trà Nóc giải quyết nhanh chóng thông qua mô hình không ngày hẹn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đối với lĩnh vực hộ tịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân phường Trà Nóc. Từ khi mà biết đến dịch vụ công trực tuyến thì tôi có thể nộp bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian ngoài giờ hành chính, được xem được cách xử lý hồ sơ của khi xử lý hồ sơ mà khi mình nộp lên cổng thông tin, được trả phí lệ phí trực tuyến, không cần đến bộ phận một cửa như trước kia. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính. Đã thực hiện sáng kiến nâng cao hiệu quả, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, xây dựng. Các phường thành lập tổ công nghệ số cộng đồng. Nhờ đó, người dân dần tiếp cận với hình thức nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia. Đội ngũ cán bộ chức đã từng bước là nâng cao cái trình độ về hiểu biết, rồi nâng cao trình độ về nghiệp vụ, chuyên môn, về các kỹ năng, về các cái thao tác, về trong cái thực hành chế độ công vụ, công chức của mình. Rồi qua đó là thực hiện tốt hơn cái việc mà tiếp về phục vụ người dân. Xác định nhiệm vụ quan trọng trong cải cách hành chính, quận Bình Thủy đã, đang và sẽ nỗ lực xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực hiệu quả, hướng đến mục tiêu lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.